Nam chính chúng ta là Sejin, đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Anh được cho là một quân nhân có chiến tích vô cùng xuất sắc. Đồng hành cùng anh là cộng sự Dejang, cũng tài ba không kém. Hôm nay, họ nhận được một nhiệm vụ giải cứu đồng minh bị lính Triều Tiên bắt giữ. Cả hai quyết định sẽ bỏ trang bị ở lại để vào trong đàm phán. Tên chủ mưu cực kỳ sắc láo, hắn yêu cầu muốn họ giao chiến với đội hình của mình bằng dao như hai người đàn ông. Hai anh em sông pha trên chiến trường bao nhiêu năm nên cũng chẳng ngán bố con thằng nào cả. Ngay sau đó, cuộc chiến được bắt đầu, khả năng dùng dao của hai bên vô cùng tốt. Hơn nữa, họ lại phối hợp vô cùng ăn ý rất nhanh đã giải thoát được cho đồng minh. Cuộc chiến trong phòng lúc này chỉ còn lại Sejin và một tên Bắc Triều Tiên. Hắn cũng không phải dạng vừa nên sức mạnh cũng khá ngang ngửa với nam chính. Cả hai chém nhau quyết liệt như tân tiếu ngạo giang hồ, thì bên ngoài Đề Doang cũng không kém cạnh đồng đội của mình mà bón hành sắp mặt cho những tên khác. Cuối cùng, Sejin bị một nhát chém vào eo, nhưng anh đã kịp thời đưa dao lên cổ hắn. Xạ thủ bắn tỉa cũng đã ngắm chuẩn mục tiêu, nên không còn cách nào khác, chúng chỉ có thể thỏa hiệp cho cả hai đi. Hôm sau là ngày nghỉ của hai chàng quân nhân, cả hai tới quán chơi trò bắn súng trở về tuổi thơ. Khi đang than phiền với chủ quán về cái súng mình đang cầm, họ nghe thấy tiếng hét của người dân về một tên ăn trộm. Sejin và Đề Doang ôm luôn hai khẩu súng ra ngoài đường, họ nhắm thẳng súng vào tên trộm, căn tầm bắn và lực gió. Thế là anh trộm xui xẻo đã bị ăn đạn sấp mặt mà té xuống đất. Nhìn thấy cậu ta đã bị chật khớp, thì anh nhanh chóng thiết kế một cái nạng kẹp đơn giản. Sau đó, nhờ người dân chuyển cậu ta đến bệnh viện, giải quyết mọi chuyện, hai anh quân nhân FA liền vào một quán nước thưởng thức đồ uống. Thế mà Đề Doang đã phát hiện ra điện thoại của mình đã biến mất. Nhớ lại lúc nãy, khi Sejin đang viết ghi chú bệnh án trên tay, thì 99% tên tóc vàng đã lấy điện thoại của anh. Lúc này, cậu ta đã được chuyển đến bệnh viện. Người phụ trách vụ này là nữ chính của chúng ta, bác sĩ Moyon. Nhìn thấy cán nặng băng bó và ghi chú trên tay, cô cảm thấy khá dễ thương, không biết ai đã làm cho cậu ta cẩn thận tới như vậy. Mà lúc này, Sejin và Đề Doang cũng đã tìm tới bệnh viện để đòi lại cái điện thoại, vì trong đó có rất nhiều dữ liệu quan trọng nên Đề Doang không thể bỏ nó được. Sejin gọi vào số máy của Đề Doang thì thấy ngay Mojion bắt máy. Hóa ra khi nãy, thanh niên tóc vàng vào nhà vệ sinh làm rơi nên cô mới giữ hộ. Cả hai trình bày rõ với Mojion nhưng cô không quan tâm, nếu muốn lấy lại điện thoại thì phải chờ bệnh nhân kia trở về. Mà lúc này, tóc vàng cũng đánh hơi có chuyện không lành nên trốn khỏi bệnh viện trước. Rồi thay, lại bị đám đàn anh giang hồ bắt được tại trận và đánh không thương tiếc. Vừa hay, Sejin và Đề Doang đi tìm cậu ta đã bắt gặp được cảnh này. Cả hai nhẹ nhàng đi tới đàm phán mới biết rằng thanh niên này cần nộp tiền bảo kê mới được rút khỏi băng đảng. Nhìn thấy tóc vàng cầu xin nhiệt tình như vậy, cả hai đã quyết định đứng ra giải quyết. Nếu có thể lấy được ví của Đề Doang thì anh chấp nhận trả tiền thay cho cậu ta. Hai thanh niên chưa trải sự đời, xông vào thì bị Đề Doang đánh cho sấp mặt lở. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Nhìn thấy thế, tất cả đồng bọn lôi dao ra quyết một trận chiến đẫm máu tại đây. 30 phút sau, Sejin và Đề Doang kéo theo thanh niên tóc vàng trở về bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Mojion nghĩ rằng đó là do hai thanh niên côn đồ đã đánh cậu ta, nên khuyên tóc vàng hãy nói ra sự thật để mình báo cảnh sát tống cổ họ vào tù. Tóc vàng và Sejin đã cố gắng giải thích nhưng vẫn không lấy được lòng tin của cô mà quyết định đi báo cảnh sát. Sejin thấy vậy thì liền đuổi theo giải thích hai người là quân nhân đang nghỉ phép, chỉ vì muốn lấy lại chiếc điện thoại nên mới phải vướng vào vụ này. Nếu như gọi cảnh sát thì họ sẽ dính vào phiền phức khi ẩu đả. Thấy Mojion vẫn dám gọi cảnh sát, Sejin đã làm hành động đi vào lịch sử điện ảnh và lấy điện thoại cực ngầu ông Black. Trong khi Sejin đang khốn khổ thì Đề Doang gặp được cấp trên của mình, đồng thời cũng từng là người yêu, trung úy Mi Ung Ju. Qua cuộc nói chuyện, có thể biết Đề Doang đang tránh mặt cô. Anh quyết không từ bỏ mối quan hệ này, cho dù Mi Ung Ju có nói đến thế nào đi chăng nữa. Mà Sejin lúc này không thuyết phục nổi bác sĩ khó tính, nên đành phải cùng cô tới phòng giám sát camera. Trong lúc chờ đợi, cả hai đã nói chuyện vô vơ, lại càng hiểu nhau hơn. Phương châm sống của Sejin chính là bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em. Mojion nói rằng mình thuộc người già nên cũng là một trong số đó. Dần dần, anh cũng cảm thấy thú vị trước nữ bác sĩ cá tính này. Và trong phòng giám sát, Mojion vô cùng bất ngờ khi chứng kiến Sejin đánh cả đám côn đồ. Cô liên tục cổ vũ, làm cho anh cũng thấy ngượng thay. Vì Mojion không tin, nên anh đã mất cả buổi ở bệnh viện. Để bù đắp, anh muốn được chữa trị vết thương ở eo. Tưởng rằng đang trêu mình nên cô chọc tay vào. Thấy biểu cảm đau đớn ấy, cô mới nhận ra Sejin đang nói thật. Đó là vết thương cũ trên chiến trường đã bị bung chỉ khi giao chiến. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Sejin mới bắt đầu phát huy bản năng có gái. Anh xin Mojion có thể sơ cứu vết thương này mỗi khi mình tới đây hay không. Nhất định phải là cô chữa trị vì cô là bác sĩ đẹp nhất. Những ngày sau đó, Sejin được nghỉ phép, anh liền tới bệnh viện vì muốn gặp được Mojion. Hôm nay đã có hẹn, mà lại trông thấy cô vất vả khi tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch, thì anh cũng nhanh chóng lại phụ giúp một tay. Đây đúng là ánh mắt của kẻ si tình mà. Đến tối, Sejin nhận được cuộc gọi từ Mojion, xin lỗi vì đã cho anh leo cây nên cũng muốn bù đắp. Nhờ thế, Sejin mới hẹn được cô đi chơi vào tối nay. Cả hai quyết định sẽ chở nhau ở bệnh viện. Mojion cũng chăm chút cho bản thân vì có lẽ cô cũng mong chờ đến cuộc hẹn này. Sejin tới nơi trước thì nhận được tin hai viên chức Pakistan bị bắt cóc. Ngay sau đó, anh phải báo cáo cho cấp trên vị trí hiện tại để họ có thể điều động trực thăng đến. Mojion vừa đến nơi thì nhận được cuộc điện thoại của anh nói rằng đang chờ ở sân thượng. Cô lên trên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy trực thăng đang bay tới. Sejin thành tâm xin lỗi vì hôm nay anh có việc khẩn cấp. Khi trở về, Sejin muốn rủ Mojion đi xem phim. Cứ như thế, cô chỉ biết lặng lẽ nhìn chiếc trực thăng rời đi.
Rất nhanh, đội của Sijin đã có mặt đầy đủ tại Pakistan và bàn kế hoạch tác chiến cùng nhau. Họ phải hợp tác với quân nước nhà để có thể giải cứu thành công. Trong một lần diễn tập trước trận chiến, đồng đội của anh không may vướng phải dây bom, khiến cả đội được tính đã thiệt mạng. Nhìn thấy cảnh này, đội quân nước nhà không ngừng khinh bỉ họ. Không ngờ rằng quân nhân Hàn Quốc yếu kém thế này, thì sao thành công giải thoát được con tin đây chứ? Mọi người trong đội đều nhẫn nhịn, nhưng Sijin thì không. Anh xông ra đánh nhau với tên to mồm nhất, vừa hét khi nãy. Trận chiến của hai người đàn ông, bất cứ ai cũng không được can thiệp vào. Cũng có thể gọi là cuộc tỉ thí này, Sijin sẽ cố gắng lấy lại danh dự cho những người đồng đội của mình. May thay, đội trưởng đi vào mới có thể dừng trận chiến này lại. Mojeon bên này sống cũng chẳng sung sướng gì. Cô từng ngày càng gặp những ca bệnh nhân khó xử lý. Đã vậy, còn có đồng đội không có kỹ thuật tốt mà lại khăng khăng đòi mổ. Kết quả khiến cho bệnh nhân muốn nát cả nội tạng. May mà có Mojeon đã cứu vớt được phần nào. Cứ như thế, Sijin thì làm nhiệm vụ ngoài chiến trường. Còn vợ tương lai của anh thì cố gắng hoàn thành phẫu thuật cấp độ khó. Cuối cùng, Sijin thành công cứu được con tin và Mojeon cũng thành công hoàn thành ca phẫu thuật. Khi ra ngoài, cô vô cùng tức giận nhưng chẳng làm được gì cô nàng kia. Nếu hôm nay không có Mojeon gánh tim thì bệnh nhân kia đã mất mạng rồi. Quả như câu nói, không sợ ca khó, chỉ sợ đồng đội ngu. Ngày hôm sau, Mojeon ra khỏi bệnh viện trong tình trạng đầu bù tóc rối, nhìn thấy Sijin đã đứng chờ mình sẵn. Cô vô cùng bất ngờ, tại sao anh có thể tới sớm như vậy được chứ? Giờ hẹn còn lâu mới tới mà. Nhìn thấy Mojeon tự ti vì quả mặt mộc, nên Sijin đã thả thính một câu cử gắt. Cô luôn đẹp từ bề ngoài cho tới tâm hồn mà. Mojeon chỉ coi đây là lời nói điêu trên đầu môi, nên cũng không mấy bận tâm. Vì tới quá sớm, nên cô cho phép anh qua nhà mình chờ, đến khi tới giờ đi xem phim. Khi Sijin quả đúng là một chàng trai may mắn khi lần đầu được qua phòng con gái. Trong khi anh ở ngoài thì Mojeon đã gội đầu trong nhà tắm. Tới lúc tóc xõa thì bất ngờ lại hết nước. Dù khá ngại ngùng nhưng cô giả vờ mình đã gội xong. Ra ngoài thì thấy Sijin đã đưa ra một tờ giấy thông báo cúp nước, một phát xử lý cồng kềnh tới từ vị trí của Mojeon. Cô đành phải nhanh chóng dùng nước lạnh trong tủ để gội lại. Cái biểu cảm này thật làm cho Sijin cảm thấy vô cùng đáng yêu. Đúng là cưới vợ, phải cưới những cô gái này mà. Cuối cùng Sijin cũng đã có thời gian đi xem phim cùng với người mình thích. Thời gian của anh bây giờ còn quý hơn vàng nên phải tận dụng nó trong lúc này. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Sijin bất ngờ nhận được cuộc gọi. Nhìn cái biểu cảm này, Mojeon lại biết chắc mình lại bị bỏ rơi nữa rồi. Dù sao, Sijin vẫn cố gắng xin lỗi cô vì nội bộ công việc của mình, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Tôi đẹp gái thế này mà anh cho tôi leo cây đến tận 2 lần sao? Nhưng rất nhanh, Mojeon lại trở về bệnh viện. Hóa ra trưởng khoa lại ăn tiền hối lộ để thăng chức cho một bác sĩ không có đủ năng lực. Cô than trách với ông tại sao lại đối xử với mình như vậy. Đã vậy, người được thăng chức lại là nữ bác sĩ yếu kém từng suýt làm bệnh nhân chết trong phòng mổ. Vừa nhắc xong, cô ta đã có mặt luôn. Khi trưởng khoa ra ngoài, hai người đã xảy ra trận võ mồm ngay trong phòng. Vì chức vụ cao hơn nên cô nàng bắt đầu sai khiến Mojeon, làm cô vô cùng cay cú. Bằng mặt không bằng lòng, họ đã lao vào túm tóc nhau các kiểu. May mà có những đồng nghiệp khác nên mới ngăn được vụ này. Vì ngày mai có buổi phát sóng trực tiếp nên Mojeon cần phải học thuộc lời. Khi tối, tâm trạng đang không ổn như này mà cô vẫn phải ngồi học thuộc lời. Đời đen thế là cùng. Sijin sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì không ngờ cấp trên lại quyết định cho đội của anh nghỉ phép 8 tháng. Ai cũng biết, việc nghỉ phép chính là lệnh điều binh trá hình. Có nghĩa họ sẽ phải tới đất nước X. Sijin đã đến gặp Mojeon trước khi đi. Trước tiên, anh xin lỗi vì 2 lần đã bỏ cô lại một mình. Bản thân anh là một quân nhân, phải luôn tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Còn Mojeon cũng y như vậy, làm việc cật lực suốt ngày đêm, cảm thấy không có thời gian cho nhau, nên họ đã quyết định dừng mối quan hệ ở đây. Dù vậy, Sijin vẫn không nói cho cô biết lý do nhiều nhất chính là vì anh bị điều động sang X. Cứ như thế, anh cùng với Dojang cắn răng sang nước bạn, chấp hành mệnh lệnh. Nắng mưa gian khổ gì cũng không làm anh nản chí. Đời trai đúng thật là sương gió. Mặc dù vậy, nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhớ tới người con gái mình thầm thương. Mojeon cũng không khác gì anh. Cô nhờ sự nỗ lực của bản thân, cuối cùng cũng lên được chức. Trong một hôm, đang ngồi cùng đồng nghiệp, thì giám đốc đi tới bàn mời ăn tối. Mời em đi ăn tối, không ngờ lại định biến em thành bữa tối của anh. Mojeon bị giám đốc dụ dỗ về nhà đòi quan hệ nam nữ. Một người mạnh mẽ như cô chắc chắn là không thể để yên chuyện này. Trực tiếp bước tới đánh cho ông sấp mặt. Để trả thù trong cuộc họp, gã đã đề cử cô và những đồng nghiệp khác sẽ phải đi làm tình nguyện ở X. Dù cay đắng, nhưng Mojeon không thể làm gì hơn, phải chấp nhận nhiệm vụ. Cô không biết rằng mình đã vô tình đi tới chỗ tình yêu đích thực. Cả nhóm đứng ngoài sân bay chờ máy bay của quân đội đến tiếp đón. Từ trong những người đi ra, cô không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông cô mong nhớ bấy lâu nay lại xuất hiện tại đây như một vị thần. Cứ như thế, họ lướt qua nhau như chưa từng quen biết gì. Đến chỗ những bác sĩ làm tình nguyện viên, anh giới thiệu mình là đại úy Jo Sijin. Đội của anh sẽ phụ trách đưa họ tới trại tập trung và bàn giao chỗ ở. Sau khi đến doanh trại, các bác sĩ được những anh quân dân chào đón vô cùng nhiệt tình, có chuẩn bị vòng hoa tươi đeo lên người họ nữa. Có vẻ Mojeon và các bác sĩ khác cảm thấy rất thích thú với môi trường mới này, vui vẻ khác xa hoàn toàn với cảnh họ dự kiến. Thanh niên Ji-hun còn không ngừng chụp ảnh đủ các kiểu, cuối cùng bị Snoopy thu lại với lý do bảo mật quốc gia.
Dù tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng của Seejin vô cùng căng thẳng. Trước đó, anh đã đọc được danh sách các bác sĩ đến đây và thấy được cái tên Mo Jeon. Không ngờ, hai người họ lại phải làm việc chung sau khi cắt đứt mối quan hệ. Ở thế khác, Dae-jung cũng rất khó xử khi nhận được lá thư từ Mi Yung-ju. Cô nói rằng mình sẽ đích thân tình nguyện tới doanh trại của anh để cả hai được đoàn tụ. Cùng lúc đó, Mi Yung-ju cũng đã gặp mặt thủ trưởng, đồng thời là bố của cô. Ông nói rằng việc Mi Yung-ju cố gắng đến đó chỉ làm cho Dae-jung cảm thấy khó xử hơn thôi. Thứ ông muốn bây giờ là cô cần môn đăng hộ đối với tướng quân. Nhưng lòng Mi Yung-ju đã quyết thì có phải chịu ra sao, cô cũng chấp nhận. Cô thẳng thắn nói với bố rằng hoặc sẽ có thêm con trẻ Dae-jung hoặc mất luôn đứa con gái. Còn phía bên này, Mo Yeon vô tình nhìn thấy những đứa trẻ lang thang gần doanh trại. Cô nhớ đến chiếc điện thoại Samsung tài trợ cho bộ phim này nên đã đưa ra để quảng cáo. Nhìn thấy đứa nhỏ đang ngậm một miếng kim loại, Mo Yeon cảm thấy khá hoang mang. Cô rời khỏi khu vực an toàn để đến với lũ trẻ, đưa cho cô bé kia mẩu sô-cô-la thay vì ngậm phải miếng chỉ kia. Những đứa trẻ khác liền bua quanh lấy cô để xin thêm. Seejin đã đứng ra nói rằng nếu không thể chia hết cho chúng thì đừng tự tiện phát đồ. Nếu tự ý rời khỏi khu vực an toàn mà xảy ra mệnh hệ gì thì họ sẽ không chịu trách nhiệm. Để giải quyết những đứa trẻ, Seejin đã nói rằng quân nhân đang tổ chức tiệc ngoài trời, nếu muốn có đồ ăn thì hãy tới đó. Mo Jeon không hề biết ngôn ngữ của Uruk nên hoàn toàn không hiểu anh vừa nói gì. Dù sao cô cũng không muốn dây dưa với Seejin nên vội chuẩn đi trước. Vô tình đạp phải thứ gì đó nên Seejin hét lên không được cử động. Anh bắt đầu tỏ ra khuôn mặt nghiêm trọng, nói với cô đã đạp phải mìn. Điều này khiến Mo Jeon cũng hoang mang theo vì tuổi đời còn quá trẻ. Không lẽ cứ thế này mà chết ư? Cuộc sống sát khổ trong quân ngũ suốt 15 năm, Seejin chưa từng thấy ai đạp phải mìn mà còn sống cả. Hai người bắt đầu cãi nhau, quân nhân mà nói với dân như vậy hay sao? Dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu. Thế là Seejin đã gạt chân Mo Jeon qua một bên để anh thế mạng cho cô. Đã là gì của nhau đâu mà tại sao Seejin lại phải chết thay mình cơ chứ? Hai người giằng co với nhau một hồi đã té hẳn xuống đất. Nằm trên người Seejin, Mo Jeon vẫn vô cùng lo lắng. Tại sao quả mìn kia chưa nổ? Thế mà Seejin lại hỏi một câu, cô dạo này sống tốt chứ? Thì ra là Seejin đã lừa cô mới thành ra như này. Trò đùa quá trớn này khiến Mo Jeon vô cùng bực mình mà rời đi luôn. Trong một lần kiểm tra máu cho quân dân ở phòng y tế, để trả thù, Mo Jeon đã gọi anh đứng ra trước làm gương cho tất cả cấp dưới. Nhìn thấy Seejin hoang mang, Mo Jeon cố tình dây dưa nhất có thể với lý do không tìm được mạch máu. Không ngờ rằng Seejin lại kéo thẳng tay cô đâm kim vào tay mình để lấy mạch máu. Đúng là cú sốc đầu đời từ khi vào ngành bác sĩ. Những ngày sau đó, Seejin và Mo Jeon vì công việc nên càng lúc càng phải tiếp xúc nhiều hơn. Mà gần đó, những tay máu mặt trong giới mafia cũng lộng hành không kém. Chúng thẳng tay bắt cảnh sát, phải thả đồng bọn của chúng cùng số hàng hóa. Thậm chí còn bắn cựu cảnh sát ngay tại chỗ mà chẳng có ai làm được gì. Ở phía bên này, thủ trưởng cũng đã đích thân tìm gặp đến Dae-jung. Dựa vào cuộc nói chuyện của hai người có thể thấy, với thân phận bố của Mi Yung-ju, ông bắt Dae-jung phải chia tay với con gái của mình vì ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ của cô. Thì ra cũng chính vì vậy, Dae-jung mới lựa chọn chia tay Mi Yung-ju ở tập 1 bộ phim. Quay trở về quá khứ trong một lần hành quân nghìn dặm, khi đó Dae-jung đã gánh cho đồng đội ba lô khi anh ta không đủ thể lực đi tiếp. Thấy Mi Yung-ju liền chặn anh lại, cũng là lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Cô rất cảm kích việc anh gánh vác thay cho đồng đội, nhưng dù sao cũng cần được kiểm tra chân vì chắc chắn anh đã bị nhiễm trùng rất nặng. Dù vậy, Dae-jung cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục lên đường. Mục đích của anh là giành hạng nhất để có thể nghỉ phép đến dự đám cưới của người yêu cũ. Trong ngày hôm đó, anh chuẩn bị rời khỏi doanh trại đến đó, thì Mi Yung-ju cũng đã leo lên xe theo. Cô bắt anh phải quay mặt về phía trước để mình có thể thay đồ. Sau khi thay xong một bộ váy trắng, muốn giúp anh tới lễ cưới với tư cách bạn gái để trả thù người yêu cũ. Nhìn thấy Mi Yung-ju trong quân đội bây giờ lại trở nên xinh đẹp đến như vậy. Thế nên khi đó họ đã dần có tình cảm với nhau, mà câu chuyện này được kể lại từ miệng của Seejin cho Mo Jeon nghe. Hai người ấy được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất trong doanh trại. Thế mà không ngờ vì bố của Mi Yung-ju mà mọi chuyện thành ra như này. Buổi tối, trung tâm y tế phát cảnh báo cấp 2, toàn khu vực bộ đội chuyển sang trạng thái phòng ngự. Hóa ra bệnh nhân VIP được chuyển tới tại đây. Ông ấy là nghị trưởng Liên minh Ả Rập, bất đắc dĩ nên phải đến đây điều trị. Họ yêu cầu đội ngũ bác sĩ sơ cứu qua cho ông ấy để bác sĩ chủ trì phía Ả Rập sẽ tới đây sau một tiếng. Mo Jeon cùng với các bác sĩ khác phát hiện ông ấy bụng phình trương, cộng thêm việc tụt huyết áp và xuất huyết ổ bụng. Nếu bác sĩ kia tới đây sau một tiếng thì ông ấy sẽ chết. Họ cần phải tiến hành phẫu thuật tại đây. Phía bên đội đặc nhiệm Ả Rập không cho phép điều này với lý do không tin tay nghề của họ. Ngay cả Trung tá Park thông báo với Sirin qua bộ đàm. Việc tính mạng bây giờ không quan trọng, quan trọng là ai sẽ là người chịu trách nhiệm tại đây. Nên cứ làm theo phía quân Ả Rập đi, Seejin không thể chấp nhận một sinh mạng sẽ mất trước mặt mình. Anh cùng đồng đội chĩa súng vào phía quân Ả Rập để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tình hình lúc này thật sự căng như dây đàn. Đội hình của Seejin chia ra tạo thành lớp bảo vệ vững chắc cho đội ngũ y tế. Cứ như thế, Mo Jeon và các bác sĩ khác liền tiến hành phẫu thuật ổ bụng cho ông ấy. Mà quyết định lần này của Mo Jeon và Seejin đã khiến cho các quan chức vô cùng sầu não. Ông ta là một nhân vật lớn bên Ả Rập, nếu có chuyện gì, mạng của các quan chức cũng không thể bù vào được. Phía bên Trung tá Park liên tục ra lệnh trong bộ đàm yêu cầu dừng gấp cuộc phẫu thuật này lại.
nhưng các đồng đội khác đã sớm nghe lệnh của Seijin, khiến ông tức điên lên. Ở trong phòng phẫu thuật, mọi người cũng khuyên Mo Jeon hết sức vì đây là quyết định của cô, nên nếu xảy ra mệnh hệ gì, không những là đội ngũ bác sĩ mà những quân nhân đang đứng ngoài kia cũng sẽ đi gặp ông bà. Nửa tiếng cuộc phẫu thuật căng thẳng cũng đã hoàn thành. May mắn, nó diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Khi bác sĩ Ả Rập tới nơi thì cuộc phẫu thuật đã sớm thành công từ lâu. Ông ta chẳng những không cảm kích mà còn chế giễu bác sĩ Hàn không hiểu về y học. Nếu phẫu thuật người trong lúc đang hôn mê như vậy, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Mo Jeon cũng không nể nang gì mà nói thẳng ra nếu đợi ông ấy tỉnh lại rồi phẫu thuật, chỉ có nước đặt ông ta trong hòm thôi. Sau vụ này, Seijin đã bị tịch thu vũ khí, nhốt vào trong phòng giam để tiến hành xét xử. Trung tá Bắc vừa đến nơi cũng đe dọa nếu Mo Jeon vì cô quyết định của cô mà đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiền đồ của Seijin, cuộc sống gian khổ của anh ta mười mấy năm trong doanh ngũ sẽ đổ xuống sông xuống biển. Sau đó ra lệnh cho Do Jung về nước vì không ngăn cản Seijin lại. Hai người chỉ có thể gặp nhau trong phòng nói lời tạm biệt trước. Nếu có thể gặp lại nhau, sẽ uống rượu soju 3 ngày 3 đêm. Mo Jeon nghe tin anh bị nhốt trong phòng giam, cũng vội chạy đến thăm. Cô nói tình hình nếu nghị trưởng Ả Rập không tỉnh lại, thì người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất là Seijin. Dù vậy, anh hoàn toàn không cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Bảo vệ người già và người đẹp ngay trước mắt, nên dù có sao, anh cũng chấp nhận. Chẳng những thế, còn nói đùa với Mo Jeon mang đến vài quả bom để phá cửa ra. Cô cũng không tin được vào lúc này mà Seijin vẫn có thể nói đùa được cơ chứ. Trước khi rời đi, Mo Jeon còn để lại cái nhang mũi cho anh nữa. Đúng thật là cảm lạnh, kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Nghị trưởng liên minh đã thật sự tỉnh dậy, nên mọi người đã chuyển ông lên trực thăng ngay sau đó. Các chiến hữu cũng gọi điện báo cho Do Jung nghe về sự kỳ diệu này. Tiếc là anh đã sớm về nước mất rồi. Trùng hợp lại gặp ngay Mi Ung Ju gần sân bay. Cô vừa định đến Uruk thì anh lại về mất tiêu. Cứ trốn tránh con gái nhà người ta như vậy, không thể tránh khỏi việc ăn tát được. Đây là lệnh về nước nên không thể cãi lại cấp trên. Dù rất yêu em nhưng bố em lại không cho phép. Do Jung chỉ có thể ôm cô vào lòng như một người đồng chí để thể hiện sự thương nhớ. Lúc rời đi thì Mi Ung Ju vừa khóc vừa hét lên. Ai cho phép anh ôm tôi hả? Nếu đã ôm rồi thì chịu trách nhiệm đi chứ. Phòng cao cấp nhà xanh cũng gọi điện. Còn việc chỉ trích hay tuyên dương thì sẽ tùy thuộc phía quân đội. Sau khi Seijin được thả ra, các đồng chí khác mời anh một bữa toàn đậu hũ trắng. Đậu hũ trắng được xem như món ăn của người mới được ra tù ở Hàn Quốc. Seijin biết đồng đội đang chơi khăm mình vì mới đi tù 2 ngày nên cũng chẳng để tâm. Khi vừa ra ngoài, nói chuyện với Mo Jeon được vài câu thì có người đến đón họ bằng xe hơi. Seijin và Mo Jeon được gặp nghị trưởng Ả Rập sau khi ông ấy tỉnh lại. Ông nói rằng mình rất cảm kích chuyện hai người đã làm. Nếu không có các bác sĩ cùng với quân nhân Hàn Quốc thì có lẽ ông đã sớm vào hòm từ rất lâu. Mo Jeon cũng rất có tài ăn nói mà đáp lễ rằng chữa trị cho một cấp cao là vinh dự của cô. Trước khi rời đi, nghị trưởng đã tặng cho hai người thẻ vàng Ả Rập. Nếu ở mảnh đất Ả Rập mà đưa ra tấm thẻ này thì dù có gặp chuyện khó khăn tới đâu, ai ai cũng sẽ giúp đỡ. Vừa ra ngoài cầm chiếc thẻ vàng trên tay, Mo Jeon còn chưa biết xài vào việc gì. Thế mà Seijin lại dùng nó chỉ để thuê chiếc xe hơi miễn phí từ cảnh vệ. Mục đích của anh chỉ muốn đi chơi cùng Mo Jeon vì vẫn còn 2 tiếng mới phải chạy. Đáng lẽ, có tấm thẻ vàng trên tay, họ đã có thể làm giàu rồi. Thế mà Seijin lại mang ra sử dụng tùy tiện như vậy. Cô còn ôm lấy chiếc thẻ của mình, nói rằng đừng có mà nhăm nhe đòi sử dụng nó đấy nhé. Nhờ lần này, cả hai lại được sát gần mối quan hệ với nhau hơn. Ngày hôm sau, Mo Jeon tìm khắp doanh trại mà chẳng thấy Seijin đâu. Hỏi Snoopy thì mới biết anh ấy đã đến phòng họp kỷ luật chờ xét xử. Lúc này, Seijin ở phòng họp, anh bị phạt 3 tháng tiền lương, cùng với đó sẽ xóa tên trong danh sách những người sẽ thăng thăng trước thiếu tá. Dù cay đắng lắm, nhưng biết sao giờ, chỉ có thể chấp nhận thôi. Buổi tối, khi về đến doanh trại, Seijin vô cùng sầu não. Anh chỉ có thể lấy một chút rượu vang ra để thưởng thức, thì Mo Jeon lại đi vào phòng bếp. Vì đã thấy cô, nên anh mời uống rượu vang chung. Hóa ra cô đã biết vụ anh bị cắt 3 tháng tiền lương và mất chức thiếu tá. Hai người nói rất nhiều chuyện với nhau. Seijin mới biết được buổi xem phim lần trước, cô cũng về luôn. Mo Jeon nói rằng muốn đi xem phim đó với ai kia, nhưng không thành. Mỗi khi thấy tin tức rầm rộ, cô lại luôn nghĩ về người đó. Thời tới càng không kịp, biết chắc đang ám chỉ đến mình. Thế là anh nắm bắt cơ hội mà tiến đến hôn người con gái mình yêu luôn. Cao thủ, đúng quả thật là không bằng tranh thủ mà. Thấy Mo Jeon không phản kháng, anh cứ tưởng rằng mình đã chiếm trọn trái tim của cô. Nhưng không ngờ cô lại ôm theo chai rượu, bỏ mặc anh lại trong căn phòng. Hôm sau, cô phải đến nhà một cậu bé nhỏ tuổi bị mắc bệnh từng truyền dịch tại trại. Cậu bé đó để lại một bức tranh về ngôi nhà của mình, khiến ai nhìn cũng hoang mang. Bản đồ thế này thì biết tìm ở đâu ra chứ? Đúng lúc Seijin đi vào nghe được, rồi chủ động đưa Mo Jeon đi cùng vì anh biết chỗ. Dù khá ngại ngùng chuyện tối qua, nhưng chỉ có mình anh là có thể giúp được, nên Mo Jeon đành phải đi theo. Trên xe, anh đã nhắc lại chuyện, thật sự rất can đảm mới có thể lại hôn cô, mong hãy lượng thứ cho mình. Khi tới nhà của cậu bé kia, thì thấy cậu bé đã vô cùng khỏe mạnh. Vào bên trong, Mo Jeon dặn với mẹ cậu bé về thời gian uống thuốc và lưu ý cho cậu bé ăn những gì. Hai người sau đó đi ăn tại một quán quen. Mo Jeon quan sát thấy Seijin cố gắng tập trung không nhìn vào cô phục vụ nóng bỏng.
Hóa ra quân nhân mấy anh cũng biết chọn quán ăn ghê chứ. Sau bữa ăn, Sejin đi về thì gặp phải tên giao hàng nóng lúc trước. Tại sao hắn lại có thể được thả ra khỏi cục cảnh sát được cơ chứ? Moyeon vừa ra ngoài chưa kịp thấy chúng thì đã bị Sejin kéo lại. Anh nói với cô rằng hãy đến chỗ làm của bạn mình gần đây để lấy xe về trước. Khi dù được em bé rời đi, anh cũng tiến qua chỗ chúng. Chẳng những không biết sợ mà hai đứa còn vênh váo làm anh buộc phải nổ súng. Lúc hai bên đang căng thẳng thì đồng bọn của chúng cũng đi ra từ quán rượu phía sau. Khi tên chủ bước ra, hắn còn biết cả tên Sejin nữa. Nhìn kỹ lại thì không phải đây là August hay sao? Cả hai từng chiến đấu sinh tử trên chiến trường cùng nhau. Không ngờ lại gặp nhau hoàn cảnh như này. Hắn còn nói Sejin rằng chỉ biết lo chuyện bao đồng nên làm lương chẳng được bao nhiêu. Nếu theo hắn thì mỗi ngày sẽ kiếm rất nhiều tiền từ việc tranh địa bàn và bán kim cương. Không thể tin được người anh em chí cốt của mình đã vì đồng tiền làm mở mắt. Anh chỉ có thể cắt đứt mối quan hệ này. Từ nay về sau không ai liên quan đến ai nữa. Mà lúc này Moyeon đang lái xe về doanh trại cũng khá lo lắng cho Sejin, bởi vì khi nãy nghe được tiếng súng nổ từ gần chỗ mình. Trong lúc không tập trung, cô đã không may đánh lái suýt thì rơi xuống vực thẳm. Vậy mới nói không nên mất tập trung khi lái xe mà. Chỉ còn một xíu nữa là rớt xuống vực thẳm, nên không thể rời vị trí được. Nhận được cuộc gọi cầu cứu của vợ tương lai, Sejin liền lập tức tới đó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, Moyeon chỉ có thể lấy máy ghi âm ra, nói những lời chăn trối từ tận đáy lòng của mình với mẹ, với cha, anh chị em thân thiết và gia đình đồng nghiệp. Vừa hay, Sejin lại tới kịp đúng lúc và leo lên ghế phụ. Anh nói với cô rằng không thể thoát ra khỏi đây, nhưng vẫn có thể sống bằng cách lao xuống dưới. Dù cô không đồng ý, nhưng anh vẫn làm theo ý mình. Sau khi làm cho túi khí trước mặt bung ra, cả chiếc xe liền lao xuống dưới biển. Một lúc sau, anh đã có thể lặn ra kéo theo Moyeon lên bờ, rồi tiến hành sơ cứu cho cô. Khi tỉnh lại, cô đã đánh không ngừng vào anh vì hành động liều lĩnh ấy. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt, bản thân anh cảm thấy vô cùng đáng yêu làm sao. Ánh mắt của kẻ si tình là đây chứ đâu. Sau khi trở về còn ga lăng khoác áo ngoài cho Moyeon, đơn giản là vì áo cô bị ướt lộ hết nội y. Nhìn cho đã, rồi về doanh trại mới đưa áo cho người ta. Mà August lúc này càng ngày càng lộng hành. Chỉ vì kim cương, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào cả. Hôm sau, Myung-ju được chuyển đến chi viện trung tâm y tế, lại còn mạnh miệng tỏ ra thân mật với Sejin, làm Moyeon ghen gần chết. Thực chất, hai người chỉ có quan hệ tình đồng chí, cơn ghen vẫn chưa hết. Nên khi ra ngoài, Moyeon vẫn dáng nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ. Ở bên này, anh Dae-jung cũng chẳng sung sướng gì. Anh hàng ngày phải dạy các chiến sĩ vất vả, lại còn phải đối mặt với bố của Myung-ju như kẻ thù vậy, và cũng chẳng dám nghe máy mỗi khi cô gọi đến. Tôi đến, Sejin hẹn gặp Moyeon tại khu đất. Lý do là ngày mai hết chỉ thị ở đây và phải về nước. Chuyện đêm hôn nhau, không biết giờ nên xin lỗi hay tỏ tình đây. Nhưng không ngờ câu trả lời khiến cho nam chính cũng nghẹn lòng. Đại úy Ju Sejin rất đẹp trai nhưng cũng lại rất nguy hiểm. Nhìn vào ánh mắt của anh rất lôi cuốn nhưng cũng rất sợ khi phải hẹn hò với anh. Biết rằng câu trả lời đó là phải bắt mình xin lỗi nên Sejin đã nói ra dõng dạc. Sau đó kính chào một cách đàng hoàng, mong rằng cô sẽ sống tốt. Tôi cũng không hiểu nữ chính thích nam chính nhiều đến thế, mà tại sao không dám nói ra cơ chứ. Hôm sau, nghe tin một đồng chí mới biết, anh đã rời đi ngay sáng sớm, lại bắt đầu chửi thầm trong lòng, sao mà tàn nhẫn thế. Con gái đúng là khó hiểu phải không anh em? Còn Sejin, sau khi về nước, đã thăm bố mình đầu tiên. Sau khi chụp ảnh với người mẹ quá cố của mình, anh đến quán rượu mời anh bạn thân Dae-jung uống soju 3 ngày 3 đêm như lời hứa trước đó. Còn chưa kịp hỏi han nhau tình hình sức khỏe, thì đã có mấy thanh niên quân nhân đến bắt chuyện. Nhận ra đây chính là mấy thanh niên đàn em ngày xưa mình từng giao cho bài huấn luyện thể lực cực hình. Thế là Dae-jung bỏ lại bạn nhậu của mình và chạy đi trước. Cả hai vừa nhảy xuống từ lầu 2 thì đã thấy quán ăn toàn dân quân, không ngờ đã rơi vào hang ổ của kẻ địch, rồi còn nhậu 3 ngày 3 đêm gì chứ. Sau khi trao đổi chiêu thức trong quán nhậu, cả hai chỉ có thể co giò bỏ chạy mới là thượng sách. May mắn trong quân ngũ, cả hai đều chăm chỉ luyện tập nên thể lực rất tốt, đã có thể cắt đuôi được chúng. Cuối cùng, cuộc nhậu tan rã nên chỉ có nước đường ai nấy về. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng của Sejin thực chất rất nhớ đến Moyeon. Ngay cả những đứa trẻ lang thang trong làng còn không ngừng làm cho cô gợi nhớ đến chàng trai hay đi cùng mình. Muốn quên đi một người đã có tình cảm nhiều như vậy thật sự là quá khó cho cả hai. Mà chuyện tình của Dae-jung và Mi Ji-ung vẫn chưa có hồi kết. Dù đã nghe điện thoại nhưng anh vẫn không dám trả lời cô. Đơn giản, bố em ngày nào cũng dọa anh không được đụng tới con gái ông thì anh biết làm sao bây giờ. Rảnh rỗi sinh nông nổi, thế là Mi Ung-ju lại kiếm chuyện với Moyeon. Ban đầu không mấy để tâm, thế mà cô ấy còn nhắc tới đại úy Sejin. Trực giác của phụ nữ cho cô biết biểu cảm này là người mà Moyeon đã rất yêu chứ đâu. Cùng lúc có cuộc gọi từ Sejin tới hỏi thăm, thế là Mi Ung-ju nhiều chuyện đã kể cho anh nghe luôn. Dù rất tức giận nhưng nữ chính vẫn rất xinh đẹp này. Nghe tới đây, Sejin cũng ngại ngùng không che giấu được cảm xúc. Để trả ơn anh đã nói thông tin về Dae-jung trước mặt mình. Sang tập 6 cũng là một diễn viên mới. Các đội ngũ bác sĩ tình nguyện hôm nay sẽ được về nước. Sau khi chụp xong hình lưu niệm, mọi người đã chia ra làm hai nhóm để lên trực thăng tới sân bay. Nhìn vùng đất gắn bó cùng người mình yêu ở đây, cô lại có chút dao động. Thế là mẹ thiên nhiên đã hiểu ý và ban tặng cho một trận động đất kinh hoàng. Các nhà cửa công trình lớn cứ như thế bị sụp đổ nặng. Trong khi ai muốn rời khỏi Uruk thì Moyeon cùng nhóm của cô đòi ở lại tham gia cứu nạn.
Sijin và Dejuang biết tin này cũng đã đăng ký về Uruk để hỗ trợ những nạn nhân khác. Nhưng hai người họ quan tâm hơn chính là hai cô gái của mình, công tác cứu nạn những người bị thương nặng và tử vong tại chỗ khu vực nhà máy công trường. Bác sĩ và dân quân nỗ lực hết mình cứu giúp những người bị nạn. Đáng thương vẫn là anh bác sĩ Chi-hun chưa trải sự đời, không chấp nhận người vừa chết trước mặt mình nên liên tục tiến hành sơ cứu. Cuối cùng lại bị ăn một tát của chú đồng nghiệp. Thời thế này phải làm những chuyện cần nên làm, chứ không nên tốn thời gian ở đây. Đến tối đã xác nhận 14 người tử vong, còn những người chưa thấy thì chưa biết. Nghe tiếng trực thăng, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó. Sijin cùng Dejuang và những người đồng đội khác một lần nữa trở lại Uruk để cứu giúp những người bị nạn. Moyeon nhìn mà đơ luôn người, cho tới khi có một bác đến nhờ sự giúp đỡ, cô mới tỉnh lại. Dejuang nhìn thấy Myung-ju cũng rất vui mừng, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng boy. Trái lại, Sijin thì khác, anh chủ động tiến tới, cột giày cho nữ chính. Sau đó nói một câu đơn giản, khiến cô gái nào cũng đổ đứ đử đư. Tôi đã rất lo lắng cho cô, họ dù rất yêu nhau, nhưng chuyện hôm trước đã thỏa thuận rồi, nên đường ai nấy đi thôi. Ngày hôm sau, công tác cứu trợ được diễn ra, trong khi mọi người bù đầu bứt tai, thì gã tóc trắng đứng ra tự nhận mình là chủ công trường này. Muốn họ qua kia để đào bới tập hồ sơ mật của ông ta, vì có bí mật quốc gia trong đấy. Sijin và mọi người đã giải thích với ông ta rất nhiều rằng việc ưu tiên cứu người mới là quan trọng nhất. Nhưng gã chẳng chịu nghe, thế là đành phải cưỡng chế cho gã rời khỏi khu vực làm việc. Cứ như thế, nam chính và đồng đội của mình giải cứu thành công từng người một bị mắc nạn. Còn phía của nữ chính cùng Myung-ju cũng đang bù đầu bứt tai. Có một nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khoang bụng xuất huyết và bụng phình trướng. Nếu chuyển người này về phòng phẫu thuật thì đã quá muộn rồi. Còn nếu phẫu thuật ngay tại đây thì phải tìm nơi đủ ánh sáng. Nếu để cát bụi bay vào thì sẽ sinh ra còn rất nhiều tác dụng phụ khác. Nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Phía bên Chi-hun cũng tận tâm tận lực chữa trị cho một người phụ nữ bằng thuốc tê. Nhưng cô ấy không chịu. Hóa ra trong bụng cô có một đứa bé. Nếu tiêm vào thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi, buộc anh phải cho cô ấy chịu đựng sự đau đớn khi bẻ lại khớp chân. Đang chuẩn bị cuộc phẫu thuật ngoài trời thì Sijin đã đến gọi Moyeon tới sang xin sự giúp đỡ. Thì ra có một ông chú mắc nạn bị bê tông đè trên người, phía trên là một anh chàng bị thanh sắt đâm qua người. Tình hình của họ giờ đã nối liền lại với nhau. Nhấc tảng bê tông phía ông bác thì cơ thể của thanh niên kia sẽ bị chặt đứt. Nếu chặt đứt giá thép bên chỗ thanh niên kia thì giá thép ở giữa sẽ mất trọng tâm, tảng bê tông đối diện sẽ không chịu nổi sức nặng. Vấn đề bây giờ, Sijin muốn Moyeon xem xét tình hình ai có khả năng sống cao hơn thì cứu người đó, bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Trải qua bao cú sốc đầu phim tới giờ, chưa có cú sốc nào lớn như vậy, cô buộc phải lựa chọn giữa một trong hai mạng sống hay sao? Hơn nữa, bây giờ cũng không còn nhiều thời gian, cả hai sẽ không chịu nổi quá lâu nếu như họ phân vân. Trong lúc căng thẳng thế này mà gã chủ thầu tóc trắng lại cứ đến làm phiền Sijin. Ông ta cứ khăng khăng bắt anh giải quyết xong vụ này rồi qua cứu lấy tập tài liệu của mình. Quân nhân việc ưu tiên hàng đầu chính là bảo vệ người dân. Cho dù tên khốn như hắn có bị lâm vào nguy hiểm thì cũng phải cứu hắn ra. Vừa dứt câu, đã có di chấn trong tòa thành này. Sijin đã liều mình che chở cho gã tóc bạc ấy, khiến anh bị thương ở vai chảy máu rất nhiều. Rủi thay, vẫn là mấy anh hội nhà báo nước Mỹ. Tới hiện trường còn chưa phỏng vấn được ai, thế mà bị hút máu để chữa trị cho những nạn nhân bị thương. Thời gian cho Moyeon lựa chọn cũng đã hết. Cô biết rằng người thanh niên bên trên có khả năng sống cao hơn nhưng vẫn không dám đưa ra quyết định. Không phải thiên thần hay thần chết thì sao dám lựa chọn ai sống ai chết được cơ chứ? Sijin chỉ nhẹ nhàng nói với cô trong tình huống này thì khác, họ cần phải cân nhắc và phải tin vào quyết định của mình. Cứ như thế, thanh niên bị sắt đâm ngang qua người, được chuyển tới phòng phẫu thuật. Moyeon và đội của cô quyết tâm cứu sống bằng được người này để cái chết của bác kia không trở nên vô nghĩa. Sijin dù khá tiếc thương nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy tấm ảnh gia đình trong ví nạn nhân để ông ấy ôm theo nó. Đến tối, cả đám rất mệt mỏi, còn phải lo chuyện lương thực thực phẩm. May thay, có nhà tài trợ nóng bỏng đã đến, cô nàng đã sinh lại còn tốt bụng, chuẩn bị mấy trăm suất ăn miễn phí cho người bị nạn nữa cơ chứ. Đúng là hoạn nạn mới biết đâu là tình người trong cơn mê mà. Nhờ sự việc lần này, cặp đôi Dejuang và Myung-ju lại gắn kết với nhau, chuyện tình của hai bác sĩ phụ cũng vậy. Sau một ngày cứu chữa những người không may bị nạn, Moyeon bật khóc khi nghĩ tới những người không qua khỏi. Rất nhiều người xứ Hàn rời gia đình để xuất khẩu lao động, cuối cùng lại ra đi một cách thương tâm như vậy. Trong khi đó, một người đồng nghiệp phát hiện ra Sijin thương nặng ở vai, anh định sẽ xử lý vết thương một mình, nhưng Moyeon lại chủ động muốn chữa trị cho anh. Trong lúc khâu vết thương, cô đột nhiên nói mình không sao, Sijin cũng khá thắc mắc tại sao cô hiểu được câu anh chuẩn bị nói ra cơ chứ. Anh còn nói đáng lẽ ngày hôm đó nên gặp Moyeon lần cuối trước khi về nước, bởi vì anh thật sự rất nhớ cô. Mọi lúc mọi nơi, bất kỳ thời điểm nào, cho dù uống bao nhiêu rượu đi nữa thì kết quả vẫn vậy. Sijin đã nghe hết, thậm chí còn đuổi theo chặn cô lại để biết rõ hơn về việc này. Thái độ kích động của nữ chính làm cho anh càng lúc càng thấy hiếu kỳ hơn. Sau cùng, vì quá ngại ngùng nên cô đã nhân thời cơ bỏ chạy luôn.
Tin này đúng là hot nhất cái doanh trại đâu đâu cũng có người nhắc đến. Thế mà mấy đồng nghiệp lại mang nó ra cả khịa Mojeon, làm cô cảm thấy rất ngại ngùng. Chỉ cần nghe tới cái tên Shizin mà Mojeon đã bị lừa chạy thục mạng, chạy đi đâu cho khỏi nắng được chứ. Lại gặp anh ở ngoài cửa sổ luôn, nam chính cũng nói thẳng luôn, đừng trốn tránh mình nữa. Không phải trong di ngôn đã thừa nhận việc thích mình rồi hay sao? Ai ai trong doanh trại này đều biết cả rồi. Kết cầu anh hẹn nữ chính gặp nhau ở cổng chính sau 10 phút nữa. Đồng chí Mi Ung Ju đi ngang qua, tình cờ thấy cảnh này, mở cửa sổ ra thì ngay bản mặt to tướng của nam phụ, thế là đóng cửa lại luôn. Hai người cùng nhau đi trên đường tới cuộc họp ngoài Liên Hợp Quốc. Sau khi trở về thì bất ngờ chiếc xe cán phải mìn, khiến nó nổ lốp. Dựa vào tình tế quan sát, anh biết chắc rằng họ đã rơi vào một bãi mìn chưa được khai quật. Chỉ cần ném đồ một chỗ, nhất định là đã thấy nổ banh xác rồi. Dù Mojeon hoảng loạn, nhưng bên cạnh nam chính, cô lại thấy luôn an toàn. Cứ như thế, hai người từng bước đi cùng nhau để dò đường ra khỏi khu vực này. Họ còn cẩn thận cắm những lá cờ mỗi khi vượt qua một quả mìn. Còn không quên dùng son của Mojeon để viết biển cảnh báo nguy hiểm. Sợ rằng sẽ có người không hiểu tiếng Anh, Mojeon thậm chí còn vẽ thêm cái đầu lâu nữa. Bộ đàm và điện thoại đã mất kết nối mất rồi. Nếu đi đường thế này thì chỉ có nước sáng mai mới về tới doanh trại. May thay, vẫn có một bác nông dân tốt bụng cho họ quá sang. Trên xe, cả hai đều nói chuyện khá vui vẻ. Khi nhắc đến việc tại sao cô vẫn chưa về nước, thì nghe được câu trả lời khiến cả đời anh không quên được. Mojeon muốn ở lại đây chính là vì Shizin. Cô không muốn xa anh thêm nữa, không biết giờ cô nên tỏ tình hay là xin lỗi anh chuyện hôm trước đây. Đáp lại lời cô, vậy tôi phải chấp nhận lời xin lỗi này như thế nào đây? Kết quả, cả hai lao vào ôm hôn nhau ngay trên xe. Tội nghiệp bác tài xế chẳng biết chuyện mình bị ăn cơm chó. Sáng hôm sau, mọi người tập trung tiễn những người ra sân bay về nước. Ai cũng bất ngờ khi biết anh chàng Ji-hun đã nhường vé máy bay cho người đàn ông tóc trắng đáng ghét này. Trên xe, ông ta nhớ lại mình đã nuốt vào bụng rất nhiều kim cương nhằm về nước làm lại cuộc đời. Nhưng ra tới sân bay, người của mafia đã chặn lại hết. May mà ông ta vẫn thành công trốn được. Nhưng có vẻ vẫn chưa được về nước, mà hôm nay là ngày tổng tư lệnh từ doanh trại này của họ. Mọi người xếp hàng chào đón ông ấy một cách nghiêm túc. Nam chính, nữ chính và nam phụ, nữ phụ đều có mặt trong văn phòng của ông theo mệnh lệnh. Trước tiên, ông khen về thành tích quyết đoán của Mojeon ngày trước. Nếu không có cô, thì e rằng nghị trưởng Ả Rập đã sớm gặp ông bà từ lâu. Sau khi Mojeon ra ngoài, ông lại nói đến việc Shizin có cảm nghĩ thế nào về con gái mình. Hóa ra từ trước tới giờ, Shizin luôn là người tổ tư lệnh muốn gả Mi Ung Ju, nhưng cả hai đã sớm coi nhau là tình đồng chí, nên sẽ không có việc yêu đương gì cả. Sau khi nam chính ra khỏi phòng, ông lại chĩa ánh mắt sắt đạn về phía Do Jung, đã cảnh cáo đừng tới gần con gái mình. Thế mà cả hai lại nắm tay ngay trước mặt mình cơ chứ. Khi đuổi xong cô con gái ra ngoài, ông đã nói chuyện với Do Jung với tư cách hai người đàn ông. Nếu như muốn lấy con gái mình, anh buộc phải nghỉ việc quân sự, tìm kiếm việc làm mới, bởi vì ông không muốn có con rể là thượng tá. Nghe được tin này, Mi Ung Ju vô cùng vui mừng. Cuối cùng thì bố đã cho hai người cơ hội yêu nhau. Đúng như câu, yêu nhau mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Mà còn tình cảm của Shizin và Mojeon càng lúc càng mặn nồng. Ngay cả khi đổ xe, hai người cũng hôn nhau nữa. Định thanh toán tiền thì bắt gặp một cậu bé trộm thuốc, hốt hoảng chạy ra ngoài. Shizin và Mojeon nhìn cậu bé thì mới biết cậu bị bệnh nên mới trộm thuốc. Mà đây là bệnh sởi rất có khả năng nó sẽ lây nhiễm cao cho cả làng, nên họ đã đưa cậu bé về ngôi làng ấy. Nhận thấy ngôi làng cũng khá đông, nhưng trên bản đồ hoàn toàn không có ghi chép. Shizin đã gọi cho đồng đội của mình để điều tra rõ chuyện này. Anh đưa cậu bé vào bên trong, hỏi những người lớn ở đây về tình trạng chung. Nhưng họ không hiểu tiếng Anh, cũng chẳng biết tiếng Uruk luôn. May thay, có một cô bé áo đỏ vẫn hiểu tiếng Anh nên mới giao tiếp được. Cô bé nói rằng mọi người ở đây đã bị bỏ đói 3 ngày. Nếu để họ chết đi thì sẽ có ý nghĩa hơn. Mafia đã nhúng tay vào ngôi làng này rồi. Nên con trai lớn lên sẽ đi làm lưu manh, còn con gái thì bị bắt đi làm vợ bé. Vừa hay, Shizin nhận được cuộc gọi từ đồng đội mới biết đây thật sự là một ngôi làng ma. Ngôi làng này do Mafia Internet quản lý nhằm buôn bán trẻ em. Không ngờ rằng tên Agot cũng lái xe đến đây. Shizin đã đứng ra bảo vệ Mojeon sau lưng mình vì anh biết tên này rất nguy hiểm. Còn chưa nói chuyện được mấy câu đã bị bé áo đỏ dùng súng bắn tên Agot. Rất rõ ràng, cô bé không muốn bị bán nên mới làm như vậy. Thật sự, Mojeon là bác sĩ, nhưng cô không biết phải nên cứu hắn hay không. Nhưng Shizin thì bảo cô nên làm việc của một bác sĩ cần làm. Còn sau này, chuyện gì đến, anh sẽ tự xử lý hắn. Dù Shizin và Mojeon cũng rất lấy làm tiếc, nhưng họ hoàn toàn không giúp được gì nhiều. Những ngày sau đó, Mi Ung Ju bị cách ly, Dae Jung chỉ có thể gọi bộ đàm cho cô nói những lời ngọt ngào nhất. Hai người vừa nói vừa khóc như chưa từng được gọi cho nhau vậy. Dù biết là diễn, nhưng tôi cũng sắp khóc theo rồi đấy các bạn. Rồi một tối, khi đang tiêm thuốc cho bọn trẻ, thì đột nhiên có biến, toàn doanh trại mất điện, cùng đồng nghĩa với việc máy thở của người đàn ông tóc trắng không hoạt động. Ông ta liên tục vùng vẫy, khiến cho hai thanh niên ngáo ngơ kia vô cùng hoảng. May thay, bác sĩ Ji-hun xuất hiện kịp thời, ấn ổng xuống, nhờ thế anh cũng bị một phát cắn yêu vào tay. Nhờ có Ji-hun, mọi người mới tiêm được thuốc an thần cho ông ta và tiến hành sơ cứu cho ông, giữ lại được tính mạng của người đàn ông bảo thủ ấy. Sau vụ này, Ji-hun cũng phải bị cách ly theo.
Nhưng nhờ thế, Min Jae đã mở miệng nói pháp vừa nãy cũng ra dáng bác sĩ đấy. Điều này khiến cho anh bật khóc không thành tiếng. Mo Jae-on và Myung Joo thấy cảnh này cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới bị cắn một cái mà bị dại nhanh thế sao? Hôm sau, tình hình của Myung Joo lại trở nặng. Cô biết lần này lành ít dữ nhiều nên đã gọi điện cho bố mình. Ông thật sự rất lo lắng cho con gái, nhưng cũng chẳng làm gì hết ngoài việc bất lực. Chỉ mong rằng cô ráng ăn uống giữ gìn sức khỏe chống lại bệnh tật. Myung Joo chỉ mong bố mình có thể chấp nhận Do Jung và đừng bắt anh ta chuyển nghề. Nếu cô còn sống ra ngoài thì chỉ xin ông duy nhất một chuyện ấy. Khi tình trạng nặng hơn, Myung Joo được đưa vào phòng để ngâm nước đá. Đồng thời, vaccine cũng đến kịp lúc, chỉ có 50% tỷ lệ thành công. Jijin lúc này đi tìm mãi, không thấy người yêu mình đâu. Hỏi mới biết cô đã theo cảnh sát địa phương từ hôm qua, chưa thấy về. Vì vụ của Padma trộm thuốc, quá lo lắng, anh đã chạy một mạch đến đó thì giữa đường bắt gặp phải Padma. Vừa xuống phía dưới đã bị nhóm của Agus bao vây lấy Mo Jae-on ra làm lá chắn. Hắn ta cho người mang cô lên xe của mình. Sau đó nhắc nhẹ với Jijin rằng giữa đêm nay sẽ có chuyến vận chuyển vũ khí. Chắc chắn Tổ quốc sẽ không để hắn yên sau vụ này nên muốn nhờ Jijin giúp đỡ. Hắn muốn anh phải nghĩ cách cho mình, nếu không bạn gái anh sẽ bị bán cho những tay tài phiệt làm thú nhún. Nhìn chiếc xe rời đi, Jijin cũng cay lắm. Anh chỉ có thể gọi qua bộ đàm nói xin em hãy tin anh. Anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi tay chúng. Cuối cùng, cái bộ đàm bị Agus ném ra khỏi xe luôn. Về tới doanh trại, anh đã báo tình hình này cho cấp trên, nhưng ông không cho phép. Ngay cả nhà xanh cao cấp cũng gọi đến, nên Jijin đã báo cáo chuyện này luôn. Trung tá Park nhìn mà trợn tròn mắt, không ngờ Jijin lại dám nói như vậy. Họ không thể nào vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến quốc gia. Thế là Jijin đã bật cấp trên của cấp trên luôn, nhất quyết phải giải cứu bạn gái mình khỏi tay mafia Internet. Khi anh chuẩn bị đâm xe rời khỏi hàng rào quân đội, thì nhận đến một cuộc gọi từ Tổng Tư lệnh. Ông cho anh 3 tiếng làm mọi điều mình thích. Trong 3 tiếng này, anh không còn là Jijin, cũng không có thân phận hay quốc tịch nào cả. Jijin khoác lên mình bộ đồ đen, tới mua những loại súng tốt nhất của cô chủ bán rượu. Sau đó gọi cho phía người của Ả Rập muốn sử dụng tấm thẻ vàng để mượn một chiếc trực thăng giải cứu người đẹp. Đến tối, anh đột nhập vào khu vực trại của chúng. Đã là quân nhân thì việc hạ những tên nhãi nhép canh cổng chẳng có gì là khó cả. Từng tên bị anh bắn cho sấp mặt lở khi gặp ông bà tổ tiên. May thay vào lúc quan trọng nhất, Do Jung cũng cùng những người anh em khác tới viện trợ. Hóa ra Tổng Tư lệnh cũng đã nói tình hình cho họ và cho phép họ tới để giúp đỡ Jijin. Nhưng bù lại, ông đã bị chỉ trích rất nhiều từ phía phòng tối cao Nhà Xanh. Dù vậy, ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình và xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Lúc này, Agus cùng đồng bọn đã ra mặt. Khi anh nhìn thấy vết thương trên mặt của Mo Jae-on thì vô cùng kích động, nhưng lại thấy ngay quả bom trên người cô. Những giả thủ khác liền lập tức dừng nhắm bắn lại, nếu không sẽ tiêu đời mất. Trực thăng Jijin gọi từ trước đó cũng đã tới đây, nhưng sao có thể dễ dàng để chúng thành công tẩu thoát được cơ chứ? Thấy trên vai Mo Jae-on có thiết bị cảm biến kích nổ, anh đã dùng tiếng Hàn nói rằng cô hãy tin ở mình và đứng im đừng cử động. Một phát súng bắn trúng vai của Mo Jae-on thành công ngắt được kết nối, nhưng cũng có nghĩa một trận nổ súng được xảy ra. May mắn xạ thủ bên ta bắn rất chất, đồng thời Jijin cũng phản ứng vô cùng nhanh và bảo vệ được con tin. Vừa hay mở được bộ bom ra và ném thẳng ra ngoài trời, cùng lúc là nó phát nổ. Thế là tên Agus vẫn sống ra như đỉa mà cố giết họ. Jijin đã che cho người yêu mình vài phát đạn vì anh đã mặc sẵn áo giáp gai. Rời những giọt nước mắt thương tâm, Jijin đã tiễn người đồng đội cũ của mình lên thiên đàng luôn. Cuối cùng, công cuộc giải cứu người đẹp thành công xuất sắc. May thay cho Tổng Tư lệnh rằng Tổng thống đã đến vào buổi họp của Nhà Xanh, chẳng những không xử phạt ông, còn thăng chức vì quyết định đúng đắn của ông. Tính mạng của người dân luôn luôn là quan trọng nhất. Tập 12 là ngày mà tất cả các bác sĩ tình nguyện viên có chuyến bay chính thức về nước. Dù mọi người đã mong chờ ngày này rất lâu, nhưng họ vẫn cảm thấy e dè khi nó tới. Có lẽ không khí ở đây là rất quen thuộc, nên ai cũng có chút lưu luyến. Họ cùng nhau đi thành đoàn tới thăm Myung Joo, rồi chúc cô mau chóng khỏi bệnh. Sau đó sang thăm ông chủ thầu tóc trắng. Tới nước này rồi, ông ta vẫn lo lắng số kim cương đã nuốt trong bụng mình nữa cơ chứ. Người gì mà tham giống tôi thế? Cuối cùng là thăm luôn hai bệnh nhân còn lại. Mo Jae-on cũng tới ôm Jijin, hẹn gặp lại ở Hàn Quốc, mong rằng khi đó sẽ hẹn hò một cách đàng hoàng hơn. Họ cùng nhau chụp một kiểu ảnh lưu niệm cùng với các quân nhân tại đây một lần cuối trước khi xuất phát. Cuối cùng, họ cũng đã về nước của mình và tiếp tục công việc tại bệnh viện rồi. Vừa đến bệnh viện, đã được tay giám đốc chuẩn bị hoa tươi để chúc mừng cả đám trở về. Lời chúc dành cho mọi người còn có bó hoa là dành riêng cho Mo Jae-on. Nhưng cô sớm đã không ưa gã này rồi, nên thẳng tay đưa đơn xin từ chức ngay trong ngày. Sở dĩ cô làm vậy là muốn đầu tư kinh doanh, không muốn làm bác sĩ nữa. Sau khi thẳng thừng chửi hắn một trận, Mo Jae-on đã rời đi luôn. Xui thay tới ngân hàng mới biết là không thể thực hiện khoản vay để đầu tư. Vì cô mới nghỉ làm tại bệnh viện nên họ cho rằng cô là một người thất nghiệp. Ngay cả Jijin cũng đau đầu luôn. Đáng lẽ Mo Jae-on nên đi thực hiện khoản vay trước đó được hay không thì mới tính tới chuyện nghỉ làm tại bệnh viện sau chứ. Hết cách, cô chỉ có thể quay trở lại văn phòng giám đốc, nịnh hót anh ta cho mình quay trở lại làm việc. Thế mà ông lại sắp xếp cô vào đội ngũ hỗ trợ cấp cứu cơ chứ. Còn phía bên anh quân nhân tại Ugroup cũng sắp được về nước, họ cùng nhau đắp mặt nạ dưỡng da để trông thật sang chảnh. Ngay cả Do Jung cũng đú theo mấy chất chứ. Khi về đến nước, mọi người được vài ngày nghỉ phép.
Như đã hứa, Xin Xin và Đơ Doang đã quyết định cùng nhau uống 3 ngày 3 đêm. Dù trong mưa rông bão táp, họ vẫn ngồi yên ở bàn nhậu suốt. Cứ như thế, ngày qua ngày, cho tới khi Mo Jeon biết chuyện mà chạy tới. Xin Xin lúc này đã xỉn tới nỗi không nhớ đây là cô bạn gái của mình luôn. Ăn uống vui chơi thì cũng phải tới lúc làm việc. Anh cùng với đồng đội của mình phải làm vệ sĩ bảo vệ cho các quan chức cấp cao trong chính phủ ở Triều Tiên. Tại đây cũng tình cờ gặp lại thanh niên quân nhân Triều Tiên đã đối đầu với mình từ trước. Hai người vẫn tỏ ra sắc bén nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Thì ra sau trận chiến ngày trước, người này đã bị giáng chức nên mới đứng đây làm bảo vệ. Những ngày rảnh, anh thường xuyên tới chỗ của Mo Jeon, tình cờ gặp tay giám đốc ở trong thang máy đang nói chuyện với thư ký. Hóa ra gã vẫn luôn cho người tặng hoa và điều tra thân phận bạn trai của Mo Jeon. Thấy bức ảnh chụp tại chiến trường Okoruk, anh đã chỉ ra đây chính là người bạn trai của cô ấy. Tay giám đốc cũng đơ luôn, không phải người này chính là anh chàng trước mặt hay sao? Trở về Hàn Quốc, Jin Jin đã có nhiều thời gian hơn dành cho Mo Jeon. Hai cặp đôi thường xuyên hẹn hò chung rất vui vẻ cùng nhau, tưởng rằng đây sẽ là kết phim tốt đẹp. Lại có những biến căng xảy ra, bố của Myung Ju vẫn muốn Đơ Doang phải từ chức để tìm một công việc khác. Chính vì thế, hai người đã xảy ra một trận cãi vã vô cùng lớn, không có cách nào giải bày. Myung Ju thì cho rằng anh không muốn bàn bạc với mình mà chấp nhận từ bỏ việc yêu thích. Ai cũng có ý kiến của riêng mình nhưng vẫn không chịu thấu hiểu đối phương, kết quả là chia tay luôn. Trở về chỗ làm, Đơ Doang đang than thân trách phận chuyện chia tay với Myung Ju. Còn chưa kịp bất ngờ thì Si Jin lại có một bất ngờ lớn hơn đang tiến về phía mình. Ngay sau đó là chuyển cảnh ở bệnh viện Moeon đang làm. Chiếc xe cấp cứu tới đầu tiên là chở thanh niên Triều Tiên khi nãy. Chiếc xe thứ hai vừa mở cửa, cô đã hết hồn chim én khi thấy người yêu mình ở bên trong. Toàn thân Si Jin máu me không biết chuyện gì đã xảy ra khi nãy. Quay trở về một tiếng trước, anh chàng Yuki không phải tấn công hai người mà là anh ta đang bị truy sát bởi một nhóm khủng bố. Si Jin và Đơ Doang đã phối hợp cùng nhau chiến đấu không ngừng để bảo vệ anh ta. Thậm chí anh còn dùng thân mình chặn chiếc xe kia lại nên mới bị ăn đạn. Tưởng rằng Si Jin đã không qua khỏi tại bệnh viện, nhưng bất ngờ anh sống dậy như một kỳ tích. Nghe thấy tin nạn nhân đi cùng đang làm loạn thì anh cũng không màng tới vết thương mà xông ra ngoài. May thay chưa kịp làm gì, Yuki đã sớm ngất đi vì mất máu quá nhiều, mặc dù đã bắt được khủng bố đã gây ra chuyện này. Nhưng chúng là người của tùy viên quân sự đại sứ quán, chỉ làm theo mệnh lệnh. Lý do là vì Yuki đã sử dụng hộ chiếu giả để sang Hàn Quốc, chỉ vì dùng hộ chiếu mà truy sát anh ta hay sao? Đơ Doang biết chắc chuyện này không hề đơn giản như vậy. Sau khi cả hai bình phục vết thương thì cũng bị Trung tá Bắc thẩm vấn, hỏi tới đơn vị hiện tại và tại sao lại xâm nhập vào Hàn Quốc. Anh ta cũng chẳng hé miệng nửa lời. Theo như tình báo tổ chức quốc tế, rất có khả năng Yuki là nghi phạm giết người bị truy nã. Hai ngày trước, đã có một vụ án tại Tokyo, nạn nhân bị giết chết bởi lính bắn tỉa, mà tên lính bắn tỉa ấy lại bị giết ngay tại hiện trường vụ án, nên Yuki được xem là kẻ tình nghi. Biết rằng anh ta đang có điều khó nói, nên Si Jin đã mời anh vào một nơi thuận tiện nói chuyện. Thì ra tay bắn tỉa ở Tokyo ấy nằm trong vụ giao dịch thị trường cho thuê binh lính. Vì tiền mà bất chấp đạo đức để đi làm sát thủ cho mafia, nhiệm vụ của Yuki đó chính là giết những người phản bội nước Cộng Hòa, rồi điều tra âm mưu của kẻ đứng sau. Người đó chính là bộ trưởng của Triều Tiên. Dù có là như vậy, Yuki vẫn không thoát được tội và phải bị chuyển về cho phi hắn theo lệnh của Triều Tiên. Đứng trước kẻ đã bán đứng đất nước chủ nghĩa, đạo đức anh vô cùng căm phẫn. Ông ta vì muốn giết người diệt khẩu nên đã chuẩn bị một tay xạ thủ ở tòa nhà đối diện. Yuki dùng một chút sức lực cuối cùng cố gắng lao đến giết ông ta nhưng đã bị bắn hạ ngay sau đó. Tưởng rằng anh ta đã chết rồi nên ông cũng rời đi luôn, nhưng vừa ra ngoài thì đã bị chặn lại bởi người của bộ tư lệnh bắt ông vì tội tham ô cho thuê quân lính. Hóa ra người nhắm bắn khi nãy không phải là xạ thủ được thuê mà đó là Si Jin. Cuối cùng, ông ta cũng phải thừa nhận cái giá thích đáng cho những chuyện mà mình làm. Sang tập 15 là diễn biến vô cùng mới, cặp đôi Si Jin và Mo Jeon càng lúc càng hạnh phúc. Nhưng ngược lại, Đơ Doang và Myung Ju tan vỡ, dường như không thể hàn gắn lại. Nghe nói đường vào tim phụ nữ là con đường bao tử. Đơ Doang đã dẫn cô đi ăn, nhưng dường như không thể qua nổi con đường này. Nhưng anh vẫn chưa nói cho cô biết rằng mình sắp lại làm nhiệm vụ theo lời của bố cô. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm nên ông ta đã cho Đơ Doang một cơ hội để thể hiện bản lĩnh. Nếu thành công quay về thì khỏi làm đơn từ chức, nhưng vẫn có thể yêu đương cùng với Myung Ju. Còn phía Si Jin cũng đã đến gặp Mo Jeon để nói lời tạm biệt. Chuyến này anh phải đồng hành cùng với Đơ Doang và những người cộng sự khác trong 3 tháng. Thương cảm cho công việc của người yêu nên cô chỉ có thể chúc anh thượng lộ bình an. Khác với mọi lần xa cách, cô lại nghĩ tới lời của Agot từng nói. Đại úy Ju Si Jin là một người rất thông minh, hài hước nhưng cũng vô cùng kỳ bí. Sẽ có ngày anh ta đột nhiên biến mất và không bao giờ quay trở lại. Trong khoảng thời gian 3 tháng, ngày mà Mo Jeon cũng thường xuyên nhắn tin cho anh, dù biết rằng anh sẽ không trả lời. Chớp mắt thời gian 3 tháng cũng đã kết thúc. Anh cùng với Đơ Doang đã nhường chỗ cho những binh lính khác để đợi chuyến trực thăng sau. Trực thăng đi chưa được bao xa thì không ngờ Si Jin đã bị bắn hạ. Máu tuôn ra không ngừng, làm anh nhớ lại những khoảnh khắc người đồng đội đã ra đi hệt như vậy. Không lẽ lần này sẽ đến lượt mình hay sao? Đơ Doang cố gắng hết sức trấn an Si Jin không được ngủ.
nhưng ngay sau đó, anh ta cũng bị quân địch bắn hạ luôn. Những người đồng đội trên trực thăng thấy cảnh quả bom nổ phía dưới thì gào lên trong đau khổ. Quay trở về đất nước, họ đã báo cáo tình hình cho Tổng tư lệnh biết. Họ nghẹn ngào thông báo xác của Shizin và De Jong không tìm được thấy, có lẽ đã dính về quả bom lúc trước và tan xác mất rồi. Myung-ju và Mo-jeon cũng đã nhanh chóng nghe được tin này từ phía người báo cáo. Họ không tin được vào tai mình có phải đã nghe nhầm hay không. Nước mắt cũng theo thế mà tuôn ra không ngừng. Myung-ju tới chỗ cha mình trách móc là tại sao lại giao cho De Jong nhiệm vụ nguy hiểm đến vậy. Trước khi anh ta xuất phát, cô thậm chí còn nói những lời cay đắng nữa chứ. Giờ chỉ mong sao thời gian có thể quay trở lại để sửa chữa sai lầm thôi. Hai người phụ nữ không hẹn mà gặp khóc cùng nhau như mưa. Họ còn chưa kịp hạnh phúc mà đã xa cách âm dương như vậy rồi. Không những thế, bên chính phủ còn đem tới cho Mo-jeon một bản cam kết mong cô hợp tác. Cái chết của Shizin sẽ được ví như tai nạn giao thông để giữ bí mật cho quốc gia. Cô than trách với họ rằng anh ta đã hy sinh thân mình bảo vệ cho tổ quốc. Thế mà giờ cái chết của anh ta chỉ được tính như một vụ tai nạn giao thông thôi sao? Tại sao anh ấy lại phải lựa chọn một cuộc sống gian khổ như vậy cơ chứ? Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mo-jeon cố gắng khiến bản thân mình trở nên vô cùng bận rộn để quên đi nỗi đau này. Cô làm việc rất chăm chỉ và tích cực trong bệnh viện, nhưng khi ở với người bạn thân để tâm sự thì khóc không thành tiếng. Myung-ju cũng muốn vượt qua nỗi đau nên tình nguyện tới Uruk một lần nữa. Thật không ngờ, Mo-jeon cũng quyết định trở về Uruk làm bác sĩ tình nguyện cho những đứa trẻ kém may mắn. Nhân tiện, cô cũng tới địa điểm mà hai người từng hò hẹn, đặt một bó hoa tươi lên những tảng đá để tưởng nhớ về người yêu. Bất ngờ trong tiếng bộ đàm truyền tới giọng nói của Shizin, quay đầu lại thì bóng hình quen thuộc đang dần tiến tới chỗ cô. Không suy nghĩ gì nhiều, Mo-jeon đã chạy thục mạng về phía đó đến nỗi té luôn. Người chạy tới đỡ cô dậy quả thật là Shizin. Không tin nổi vào mắt mình, cô liền hỏi anh vẫn còn sống hay sao. Cuối cùng cả hai ôm nhau trong hạnh phúc. Không dám tin vào sự thật này. Thậm chí, Mo-jeon đã phải xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần. Nếu Shizin còn sống thì chắc chắn De Jong cũng vậy. Anh xuất hiện trước mặt Myung-ju trong mùa tuyết rơi cực kỳ lãng mạn. Hai người cũng khóc rất nhiều, không khác gì cặp đôi kia, lại còn hôn nhau một cách nồng cháy. Hóa ra trong ngày đánh bom ấy, cả hai được kéo vào phòng trú ẩn, sau đó bị bắt làm tù binh suốt 155 ngày, cho tới khi một người tới giải cứu, đó không ai khác, chính là thanh niên Juki đến trả công. Khi nghe tin Myung-ju đang ở Uruk, thì anh cũng tới đó luôn. Hôm nay trùng hợp thay lại chính là ngày giỗ của Shizin, nên có hẳn một bàn đồ cúng luôn. Trong lúc anh ăn đồ cúng của chính mình, thì những đồng nghiệp gọi đến cho Mo-jeon nhìn cảnh tượng phía sau lưng cô. Họ kinh ngạc không nói thành lời, đây không lẽ là hồn ma hiện về lưu luyến với tình cũ hay sao? Mãi cho tới khi Shizin đứng ra giải thích thì họ mới biết rằng anh đã thành công sống sót trở về cùng De Jong. Trừ diễn viên chính mà chết trước tập cuối thì kết phim sẽ buồn lắm. Sau khi trở về Hàn Quốc, hai anh chàng dù đã được tuyên dương trước đồng đội nhưng vẫn phải viết báo cáo dài như kinh thánh, không ngừng than thân trách phận. Nhưng sau cùng, Shizin vẫn được bù đắp bởi khoảng thời gian rất nhiều với Mo-jeon. Hai người đã hẹn hò rất nhiều nơi để bù đắp những ngày tháng xa cách nhau. Rồi một ngày, cả hai lại nhận được một báo cáo quan trọng từ cấp trên. Không khí càng lúc càng căng thẳng khi người mà họ tiếp nhận lại là một nhân vật VIP. Mở cửa xe ra thì mới thấy rằng đó là những cô nàng trẻ trung xinh đẹp thì ra trong nhóm Blackpink được mời đến nhảy trong buổi lễ của các chàng quân nhân. Cả đám hô hào khí thế, Henry được cho là nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước tới nay. Trong đám hào hứng nhất vẫn là đại úy Shizin và thượng tá De Jong mới hay. Mà tình cờ, cảnh này lại đến mắt của nhóm bác sĩ sau đó chuyển tay tới mắt Mo-jeon mới đau. Ông ăn nem thì bà ăn chả. Thế là ngay buổi phỏng vấn về các bác sĩ, khi được hỏi Mo-jeon có bạn trai hay chưa, cô thẳng thừng đáp là mình chưa có vì quá là bận rộn. Shizin cũng cay lắm, nhưng biết sao giờ, anh có lỗi mà. Nhờ siêng năng chăm chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh được thăng cấp lên thành thiếu tá. Đúng như ước mơ dang dở bấy lâu nay chưa thực hiện được, mà De Jong và Myung-ju cũng đã can đảm đứng trước mặt bố mình muốn được chính thức quen nhau. Không ngờ cô thẳng thừng nói mình đã có thai, khiến ông cũng phải kinh ngạc trợn tròn mắt. Đứng trước mặt bố vợ tương lai, De Jong cũng run sợ không ngừng. Có tiếng mà không có miếng như này là chết dở rồi. Nhưng cuối cùng, ông vẫn cho cả hai chính thức quen nhau, dù De Jong vẫn tiếp tục nghĩa vụ trong quân sự, làm cho Myung quá bất ngờ mà ôm lấy người bố đáng kính này. Ở trong phòng ăn, cả hai người còn dám công khai hôn nhau trước mặt các đồng nghiệp, làm cả đám hô hào cổ vũ la hét đủ các kiểu. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Nếu thấy hay thì hãy để cho mình một like và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình có thể phát triển hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye!